Vương có thể mở mic lên giao lưu cùng mọi người. Cô Hương Thái Nguyên ạ. À, chị Hương, chị Hương Nguyễn Thái Nguyên. Xin chào Trung À. nha. Xin chào cả nhà mình. Cảm ơn anh Khoa đã chia sẻ. Qua buổi chia sẻ hôm nay thì tôi nhận được nhiều rất là nhiều giá trị từ bài chia sẻ của anh Khoa. Thật sự là mình là một người tiêu dùng, nhưng mà từ trước đến nay là mình chỉ có nghĩ trong đầu là mình tiêu dùng là mình mất đi thôi. Nhưng mà cái bài chia sẻ của anh Khoa hôm nay đã giúp tôi hiểu ra rằng thì nếu mà mình tập trung vào một cái nhãn sản phẩm nào đó, thì ví dụ như là ở đây là với tập đoàn Amway, mình tiêu dùng bất kể một cái sản phẩm gì như nước giặt, nước rửa chén, rồi đến những cái kem đánh răng này, rồi những cái sản phẩm hàng ngày ở trong gian bếp mình đều phải có này, rồi ở trong gia đình mọi người đều có. Thì khi mà tập trung vào để mình sử dụng một cái nhãn sản phẩm đấy, mình lại được công ty chiết khấu cho 10% trọn đời, rất là thích. Và sau khi mình dùng các sản phẩm rồi, mình lại đem những cái trải nghiệm của mình đi đi chia sẻ thì lại được chiết khấu rất là nhiều nữa. Thì thật sự là Amway tuyệt vời. Và chính vì vậy thì hôm nay chị lại càng tin tưởng rằng là mình sẽ là một người tiêu dùng thông thái. Mình lên tập trung vào một nhãn sản phẩm, đó là sản phẩm mang thương hiệu lớn và chất lượng, và lại đem lại cho mình cái giá trị là được sử dụng cái sản phẩm tốt số 1 thế giới, rồi đấy lại có thu nhập nữa này, đấy lại được hưởng những cái chuyến du lịch rất là tuyệt vời của công ty Amway. Thì chắc chắn là không những trong buổi Zoom hôm nay là chị nhận được như thế, mà chị chắc chắn sẽ lan tỏa cái điều này. Cảm ơn buổi chia sẻ của Khoa rất là tuyệt vời, đã để lại nhiều cái mà không thấy là có như chạm mà mình chưa nhận định được trước đây, là mình chưa nhận định được là mình cần phải tập trung chi tiêu đấy, tập trung vào một cái sản phẩm đấy. Thì từ bây giờ trở đi mình sẽ thay đổi thói quen đấy, thế là như vậy. Rất là cảm ơn cả nhà Vâng. mình. Vâng, em cảm ơn chị Hương Thái Nguyên ạ. Thì mong là lần sau khi mà chị tham gia thì chúng ta sẽ thấy là chị sẽ ngồi cùng với cả một người khách hàng, một người nhà phân phối. À, những người nhà phân phối khách hàng của chị sẽ tham gia buổi Zoom để chúng ta cùng lan tỏa giá trị của cộng đồng, của cái giá trị làm thế nào để chúng ta biến chi tiêu thành tài sản. Một thứ mà vốn mà chúng ta phải chi tiêu mà lại có thể kiếm được thứ mà chúng ta có chưa từng không gọi là không thể kiếm được. Đó. Thì em cảm ơn chị về phần chia sẻ rất tuyệt vời. Vậy thì ai sẽ là người tiếp theo chia sẻ đấy ạ? Dạ em đang chờ những cánh tay tiếp theo ạ. Dạ còn hai anh chị nữa rồi ạ. Thì em xin được phép mời các anh chị ạ. Dạ. Hôm nay cháu thấy có các lãnh đạo vào tham gia buổi Zoom hôm nay thì cháu cũng muốn được nhận sự chia sẻ góp ý từ cô Thi được không ạ? Cô Thi có thể mở mic lên chia sẻ một chút về cảm nhận sau buổi chia sẻ ngày hôm nay được không ạ? Sốc ngày hôm nay ạ. Vâng, em kính chào thầy cô, chào lãnh đạo Khoa và lãnh đạo Hoài, chào nhà em si Trung xinh đẹp, em si Trung. Vâng, thực ra thì các cái buổi chia sẻ của lãnh đạo Khoa Hoài ấy, thì lúc nào thì cũng thích nghe, nghe đi nghe lại vẫn thấy thích. Và đặc biệt là qua cái buổi chia sẻ này thì thi được mở rộng cái tầm nhìn của Amway Việt Nam cũng như là Amway thế giới. Và rất là cảm ơn lãnh đạo Khoa Hoài đã cho Thi cũng như là các bạn được mở rộng cái tầm nhìn và tin tưởng trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt là cũng rất là cảm ơn bé Mỹ. Bé Mỹ có cái phần demo sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu và dễ thu hút khách hàng cũng như là bản thân Thi. Rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn lãnh đạo. Xin cảm ơn ạ.
À, vâng, cháu cảm ơn cô Thi ạ, phần chia sẻ rất tuyệt vời. Thì còn anh chị nào muốn chia sẻ thì mình có thể mình có thể giơ tay ạ, mình dùng biểu tượng giơ tay của mình nhắn tôi để mình có thể giao lưu ạ. Hôm nay em nghĩ là các anh chị thụ gọi là tiếp thu rất là nhiều kiến thức và cũng có lẽ là vì là bài chia sẻ này được cô đọng từ rất nhiều năm kinh nghiệm của anh Khoa cũng như là những cái trải nghiệm của anh, thế nên là có lẽ các anh chị cũng cần thời gian để mình có thể hiểu dần vậy thì mong là những buổi chia sẻ lần sau sẽ tiếp tục có mặt tiếp tục được thấy anh chị ở trong Zoom này và chắc là thay mặt ban tổ chức thay mặt đội ngũ làm tổ chức chương trình thì em cũng có một vài cái sự chia sẻ và muốn có một vài cái câu giao lưu nhỏ nhỏ với các anh chị như này. Tại vì em bản thân Trung là một người sinh viên, Trung rất ấn tượng với cái phần về gọi là phần phân tích về chi tiêu của anh Khoa phần đầu tiên. Lúc nào Trung nghe Trung cũng ấn tượng điều đó. Tại vì sao? Tại vì nhá, khi mọi người thấy được cái phần là giả sử là anh Khoa có chia sẻ là nếu một người tiêu 3 triệu thì sau 60 năm chúng ta tiêu mất khoảng chung nhớ là 3,6 tỷ. 3,6 tỷ. Một con số rất lớn, một số cực kỳ khủng khiếp. Và anh Khoa đã chia sẻ là đấy là con số bỏ qua lạm phát. Thì vậy có phải là chúng ta sẽ còn mất một con số lớn nữa đúng không? Đấy là điều đầu tiên mà chúng thấy. Cái điều thứ hai là chúng nhận ra ấy, sau khi mà mình coi xong cái câu chuyện đường ống hay như này. Vậy thì bản thân Trung sau khi mà đi ra trường á, Trung sẽ là một người làm công ăn lương, Trung làm xét nghiệm, Trung làm công ăn lương. Thì bao giờ để Trung có thể kiếm được vài tỷ để Trung có thể nhận quyền? Cái điều đấy là cái điều mà Trung phải suy nghĩ, Trung đã suy nghĩ rất là nhiều mà Trung thấy là nó rất là bất khả thi. Một sinh viên ra trường giỏi thì có thể coi là 10 triệu đi. 10 triệu thì cho bao giờ mới làm được vài tỷ để mình có thể nhận quyền. Chứ không phải là khi mà mình đạt được vài tỷ cứ cho là chung nếu có là 2 đến hơn 3 tỷ thì cứ cho là 5 tỷ đi thì mình đã phải mất đến hàng chục năm rồi thì cũng phải là cái lúc đấy lúc cái thời điểm mà mình có được cái khoản vốn như vậy rồi thì lại tiếp tục quay lại lạm phát, nó lại quay lại lạm phát, vậy thì cái con số vốn ấy không còn là 2 hay 3 tỷ hay thậm chí 5 tỷ nữa, nó đã lên một con số gấp mấy lần rồi. Vậy thì có phải là nếu mà chúng ta chỉ làm công ăn lương mà chúng ta định hướng là muốn xây dựng hệ thống nhưng mà chúng ta lại kiểu là tạo vốn ấy thì có phải là chúng ta rất khó để có thể tạo được xây dựng một cái đường ống không? Đó thì đó là cái thứ hai mà chúng mình thấy. Thế này là khi mà mình nghe xong bài chia sẻ anh Khoa ấy, mình rất là ấn tượng, mình cảm thấy là mình nhất định là phải thay đổi, mình phải tìm một cơ hội và rất là hay là anh Khoa đã chia sẻ việc là bây giờ có một cơ hội mà sinh viên có thể nắm bắt được, các bạn trẻ không có kinh nghiệm, không có quan hệ, không có vốn có thể nắm bắt được, đó chính là cậu kinh nghiệm quay mình biến chi tiền tài sản, đó cũng chính là cái giá trị mà Trung cũng như là các anh chị Khoa Hoài cũng như là chị Mỹ và các anh em trong ban tổ chức buổi workshop này muốn chia sẻ với mọi người thì đó là cái trải nghiệm của Trung sau khi mà mình lắng nghe xuyên suốt từ những ngày đầu tiên mà anh chị Khoa Hoài chia sẻ về buổi workshop biến chi tiền tài sản và Trung rất là mong mọi người có thể tích cực mình lan tỏa cái giá trị này đến với mọi người và mình hãy cùng gọi là tiếp tục mình lắng nghe và mình ngẫm dần, tại vì Trung hiểu là mà một hai buổi thì mọi người chưa hiểu được thôi, chưa chưa thể hiểu được, cũng như là chị Diamond Mỹ hôm 13 Trung mới đi nghe chị bảo là những ai mà kiểu nghe một lần thì chưa hiểu đâu, đấy là điều chắc chắn, thì Trung cũng mong là những buổi tiếp theo mọi người có thể tham gia và chúng ta cũng cùng kiên trì là rèn luyện sự kiên trì ấy. Hãy cùng kiên trì mình chia sẻ giá trị của workshop ngày hôm nay đến với những người khách hàng của chúng ta, những người nhắn phố của chúng ta và chúng ta thực sự muốn dùng tâm muốn hỗ trợ họ để giúp gọi là giúp họ trở nên tốt hơn và đồng hành cùng họ gọi là biến họ trở thành một người quan sát chúng ta trên con đường thành công này, thì đó là những cái gì mà Trung muốn chia sẻ sau khi mà nghe buổi workshop ngày hôm nay. Thì trước khi mà kết thúc chương trình ấy thì Trung cũng muốn mọi người cũng có thể mở cam lên chúng ta cùng chụp lại một kiểu ảnh để lưu giữ cái khoảnh khắc này.
Mọi người mở cam đi đi ạ. Rồi, em xin được em Trung xin được phép chụp ảnh nha, Trung à. Mọi người tạo dáng nhá. 1 2 3. À chờ chờ chị hỏi tính số 2 3. Mọi người giữ khoảng 3 giây nhá. Ok, một tạm chờ xíu. Rồi, mọi người dáng tiếp theo không? À, một